Sao gọi là kiến lập ba đời? Đó là các chủng tử chẳng địa pháp như pháp kiến lập, đại do đã cho quả và chưa cho quả, tức là tướng quả của các pháp đã diệt là quá khứ, tướng nhân chưa sanh là vị lai, tướng đã sanh chưa diệt là hiện tại. Sao gọi là kiến lập sanh lão trụ vô thường, thức tương tục? Ở trong tất cả xứ có tất cả chủng tử tương tục đồng hành kiến lập, đây là do có lực của duyên mà được kiến lập. Trước pháp chưa tương tục sanh, nay bắt đầu sanh gọi là tướng sanh hữu vi. Tánh đầy bị biến đổi gọi là tướng lão hữu vi. Tánh biến đổi lại có hai chủng: một, tánh biến đổi dị tánh; hai, tánh biến đổi biến tánh. Do sanh giống nhau nên lập là tánh biến đổi dị tánh, do sanh không giống nhau nên lập là tánh biến đổi biến tánh. Khi đã sanh chỉ tùy chuyển theo sát na sanh nên gọi là tướng trụ hữu vi. Sau sát na sanh, sát na chẳng dừng lại nên gọi là tướng vô thường hữu vi. Nói tóm lại, theo phạm vi phần vị sai biệt của các pháp mà kiến lập bốn tướng sai biệt, lại có bốn duyên: một, nhân duyên; hai, đẳng vô gián duyên; ba, sở duyên duyên; bốn, tăng thượng duyên. Nhân duyên tức là chủng tử, đẳng vô gián duyên tức là thức đây không gián đoạn thì quyết định sanh các thức, vậy thức này là đẳng vô gián duyên của thức kia. Sở duyên duyên tức là các tâm, tâm sở, cảnh giới sở duyên. Tăng thượng duyên tức là trừ chủng tử, còn lại là sở y khác như nhãn và pháp trợ bạn. Như nhãn thức thì các thức còn lại cũng vậy. Lại tánh thiện thì giữ lấy quả đáng yêu thích, tánh bất thiện giữ lấy quả không đáng yêu thích. Hết thảy loại như vậy gọi là tăng thượng duyên. Lại do chủng tử nên kiến lập nhân duyên, do tự tánh nên kiến lập đẳng vô gián duyên, do cảnh sở duyên nên kiến lập sở duyên duyên, do sở y và trợ bạn nên kiến lập tăng thượng duyên. Như kinh nói, các nhân các duyên sanh ra thức. Đây tức là bốn duyên đã nói ở trên. Một chủng nhân duyên cũng là nhân cũng là duyên, ba duyên còn lại chỉ là duyên. Lại như kinh nói, thiện bất thiện và vô ký, thiện bất thiện vô ký sai khác thế nào? Pháp thiện hoặc lập một chủng có nghĩa là vô tội, hoặc lập hai chủng thiện được sanh và thiện phương tiện, hoặc lập ba chủng thiện tự tánh, thiện tương ưng và thiện khỏi tất cả, hoặc lập bốn chủng thiện thuận phần phước, thiện thuận phần giải thoát, thiện thuận phần quyết trạch và thiện vô lậu, hoặc lập năm chủng thiện tánh thí, thiện tánh giới, thiện tánh tu, thiện quả ái, thiện quả lìa hệ buộc, hoặc lập sáu chủng thiện sắc, thiện thọ, thiện tưởng, thiện hành, thiện thức và thiện trạch diệt, hoặc lập bảy chủng thiện do niệm trụ nhiếp, thiện do chánh cần nhiếp, thiện do thần túc nhiếp, thiện do cắn nhiếp, thiện do lực nhiếp, thiện do giác trí nhiếp, thiện do đạo trí nhiếp, hoặc lập tám chủng thiện do đứng dậy đón tiếp, chắp tay thăm hỏi, lễ kính nhiếp, thiện do tán thán, kìa diệu thuyết, sừng dường thật đức nhiếp, thiện do chăm sóc cấp dưỡng người bệnh nhiếp, thiện do cung kính phụng sự sư trưởng nhiếp, thiện do tùy hỷ nhiếp, thiện do khuyến thỉnh nhiếp, thiện do hồi hướng nhiếp, thiện do tu vô lượng nhiếp, hoặc lập chính chủ thiện do phương tiện vô ngại giải thoát, đạo thắng tiến nhiếp, thiện do đạo thế gian phẩm hạ trùng thượng nhiếp, thiện do đạo xuất thế phẩm hạ trùng thượng nhiếp, hoặc lập mười chủng thiện có nương, thiện không nương, thiện do văn sanh, thiện do tu sanh, thiện nhiếp thuộc luật nghi, thiện nhiếp thuộc chẳng phải luật nghi, chẳng phải không luật nghi, thiện do căn bản quyến thuộc nhiếp, thiện do thanh văn thừa nhiếp, thiện do độc thác độc giác thừa nhiếp, thiện do đại thừa nhiếp. Lại hoặc lập mười chủng thiện hệ thuộc dục giới, thiện hệ thuộc sơ tĩnh lự, thiện hệ thuộc đệ nhị tĩnh lự, thiện hệ thuộc đệ tam tĩnh lự, thiện hệ thuộc đệ tứ tĩnh lự, thiện hệ thuộc không vô biên xứ, thiện hệ thuộc thức vô biên xứ, thiện hệ thuộc vô sở hữu xứ, thiện hệ thuộc phi tưởng phi tưởng xứ, thiện do vô lậu nhiếp. Lại hoặc lập mười chủng mười thiện nghiệp đạo. Lại hoặc lập mười chủng thiện vô học, chánh kiến cho đến chánh giải thoát chánh trí. Lại hoặc lập mười chủng thiện năng cảm tám phước sanh, chuyển luân vương và thiện hướng đến bất động. Như vậy hết thảy các pháp thiện sai biệt tóm lược có hai chủ nghĩa, đó là nghĩa giữ lấy quả đáng yêu thích, nghĩa khéo biết rõ các sự việc và quả của kia. Pháp bất thiện, pháp bất thiện thì trái với pháp thiện và làm chướng ngại pháp thiện, tức là nghĩa giữ lấy quả không đáng yêu thích và nghĩa không khéo rõ biết các sự việc. Pháp vô ký, pháp vô ký lược có bốn chủng: dị thục sanh, một phần biểu hiện oai nghi các việc công xảo và biến hóa. Các việc công xảo nếu chỉ để nói cười đùa giỡn, chẳng vì mưu sinh, chẳng phải nghiệp huân tập tưởng, chẳng phải là chọn lựa thì gọi là nhiễm ô, còn gọi là vô ký. Như các việc công xảo về biểu hiện oai nghi cũng vậy, biến hóa có hai chủng là thiện và vô ký. Mắt hoặc lập một chủng nghĩa là năng thấy sắc, hoặc lập hai chủng mắt trưởng dưỡng, mắt dị thục sanh,
hoặc lập ba chủng mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ, hoặc lập bốn chủng mắt có nháy, mắt không nháy, mắt hằng tương tục, mắt không hằng tương tục, mắt hằng tương tục tức là mắt sắc giới, hoặc lập năm chủng nhiếp thuộc mắt của năm đường, hoặc lập sáu chủng mắt tự tương tục, mắt do cái khác làm tương tục, mắt đoan nghiêm, mắt xấu xí, mắt có cấu, mắt vô cấu. Hoặc lập bảy chủng mắt có thức, mắt vô thức, mắt mạnh mẽ, mắt yếu đuối, mắt nương nhận biết thiện, mắt nương nhận biết bất thiện, mắt nương nhận biết vô ký. Hoặc lập tám chủng mắt là chỗ nương, mắt biến hóa, mắt do nghiệp thiện dị thục sanh, mắt do nghiệp bất thiện dị thục sanh, mắt do thức ăn mà được nuôi dưỡng, mắt do ngủ nghỉ mà được trường dưỡng, mắt do phạm hạnh mà được trường dưỡng, mắt do định mà được trường dưỡng. Hoặc lập chín chủng mắt đã được, mắt chưa được, mắt từng được, mắt chưa từng được, mắt đã có được mà bị mất, mắt nên bỏ, mắt chẳng nên dứt bỏ, mắt đã dứt bỏ, mắt chẳng phải đã dứt bỏ. Hoặc lập 10 chủng không có, hoặc lập 11 chủng mắt quá khứ, mắt vị lai, mắt hiện tại, mắt trong, mắt ngoài, mắt thô, mắt tế, mắt kém, mắt rượu, mắt xa, mắt gần, tai mũi lưỡi thân. Như mắt thì tai mũi lưỡi thân cũng vậy, nhưng có ít phần sai khác, tức là mỗi loại so với mắt thì tăng thêm 3 và tăng thêm 4. Tai thêm 3 chủng là tai thịt bao quanh, tai trời, tai nghe sâu xa rành rẽ, thêm 4 chủng: tai hằng tương tục, tai không hằng tương tục, tai nghe cao, tai nghe không cao. Mũi thêm 3 chủng là mũi tịnh sáng, mũi không tịnh sáng, mũi bị tổn hư, thêm 4 chủng: mũi hằng tương tục, mũi không hằng tương tục, mũi có thức, mũi vô thức. Lưỡi thêm 3 chủng là lưỡi tịnh sáng, lưỡi không tịnh sáng, lưỡi bị tổn hư, thêm 4 chủng: lưỡi hằng tương tục, lưỡi không hằng tương tục, lưỡi có thức, lưỡi vô thức. Thân thêm 3 chủng là thân nhiều uế, thân không nhiều uế, thân chuyển theo đuổi các căn, thêm 4 chủng: thân hằng tương tục, thân không hằng tương tục, thân có ánh sáng tự nhiên, thân không có ánh sáng tự nhiên. Ý hoặc lập một chủng có nghĩa là do nhận biết pháp, hoặc lập hai chủng ý rơi trong trường hợp thi thiết và không thi thiết. Ý ban đầu là hiểu rõ phân biệt tên gọi lời nói. Ý thứ hai là ý anh nhi, là ý ban đầu là ý thế gian. Ý thứ hai là ý xuất thế gian. Hoặc lập ba chủng tâm ý thức, hoặc lập bốn chủng thiện bất thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký, hoặc lập năm chủng là năm vị sai biệt, vị nhân, vị quả, vị vui, vị khổ, vị không khổ không vui, hoặc lập sáu chủng sáu thức thân, hoặc lập bảy chủng nương bảy thức trụ, hoặc lập tám chủng tương ưng xúc tăng ngữ, tương ưng xúc có đối ngại, nương đám trước, nương xuất ly, có vị ái, không vị ái, thế gian, xuất thế gian. Hoặc lập chín chủng nương chín chỗ ở của hữu tình, hoặc lập 10 chủng không có, hoặc lập 11 chủng như trước đã nói, hoặc lập 12 chủng tức là 12 tâm, bao gồm tâm thiện, tâm bất thiện dục giới, tâm hữu phú vô ký, tâm vô phú vô ký. Sắc giới có 3 tâm trừ tâm bất thiện, vô sắc giới cũng vậy. Tâm xuất thế gian có 2 chủng là học và vô học sắc. Hoặc lập 1 chủng là nghĩa sở hành của mắt, hoặc lập 2 chủng nội sắc ngoại sắc, hoặc lập 3 chủng hiển sắc hình sắc biểu sắc, hoặc lập 4 chủng sắc có nương ánh sáng, sắc không nương ánh sáng, sắc có ánh sáng thẳng, sắc có ánh sáng không thẳng, sắc trụ tích tập. Hoặc lập 5 chủng do 5 đường sai khác, hoặc lập 6 chủng sắc do kiến lập nhiếp, sắc do ẩn giấu nhiếp, sắc do cảnh giới nhiếp, sắc thuộc trong số hữu tình, sắc thuộc trong số chẳng phải hữu tình, sắc có thể thấy, có đối ngại. Hoặc lập 7 chủng do 7 chủng nhiếp thọ sự việc sai khác, hoặc lập 8 chủng nương 8 tạp sắc thế gian, đó là tạp sắc của đất, tạp sắc của núi, tạp sắc của vườn rừng ao hồ, tạp sắc của cung điện nhà cửa, tạp sắc của nghề nghiệp, tạp sắc của tranh ảnh, tạp sắc của nghiệp rèn đúc, tạp sắc của vật dụng. Hoặc lập 9 chủng hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc thô, hoặc tế, hoặc liệt, hoặc diệu, hoặc xa, hoặc gần. Hoặc lập 10 chủng vật dụng, thanh. Hoặc lập 1 chủng là nghĩa sở hành của tai. Hoặc lập 2 chủng âm thanh rõ nghĩa, âm thanh không rõ nghĩa. Hoặc lập 3 chủng âm thanh do đại chủng lãnh thọ, âm thanh chẳng do đại chủng thọ, âm thanh do đại chủng thọ không phải đại chủng thọ. Hoặc lập 4 chủng thiện bất thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký. Hoặc lập 5 chủng do 5 đường sai khác. Hoặc lập 6 chủng âm thanh thọ trì đọc tụng, âm thanh thừa hỏi, âm thanh thuyết pháp, âm thanh nghị luận quyết trạch, âm thanh truyền truyền lời dạy, hoặc hủy phạm hoặc ra khỏi, âm thanh ổn tạp. Hoặc lập 7 chủng âm thanh nam, âm thanh nữ, âm thanh thấp, âm thanh trung bình, âm thanh cao, âm thanh chim thú, âm thanh của gió rừng. Hoặc lập 8 chủng âm thanh bốn loại thánh dạy, âm thanh chẳng phải bốn loại thánh dạy, bốn loại không phải thánh dạy,
không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe, không hiểu nói hiểu, hiểu nói không hiểu, không biết nói biết, biết nói không biết. Bốn loại thánh dạy: thấy nói thấy, không thấy nói không thấy, nghe nói nghe, không nghe nói không nghe, hiểu nói hiểu, không hiểu nói không hiểu, biết nói biết, không biết nói không biết. Lại lập tám chủng: bốn loại nghiệp đạo thiện, bốn loại nghiệp đạo bất thiện. Hoặc lập chín chủng: âm thanh quá khứ, vị lai, hiện tại, cho đến âm thanh hoặc xa hoặc gần. Hoặc lập 10 chủng: âm thanh do năm âm của nhạc, đó là âm thanh cùng với múa, âm thanh cùng với hát, âm thanh cùng với sáo và đàn, âm thanh cùng với tiếng người con gái, âm thanh cùng với tiếng người con trai, âm thanh cùng với loa ốc, âm thanh cùng với tiếng yêu cổ, âm thanh cùng với tiếng cương cổ, âm thanh cùng với tiếng đô đàm cổ, âm thanh của hát bội. Hương. Hoặc lập một chủng là nghĩa sở hành của mũi. Hoặc lập hai chủng: hương trong và hương ngoài. Hoặc lập ba chủng: hương vừa ý, hương không vừa ý, hương ở khoảng giữa. Hoặc lập bốn chủng: hương của bốn đại, đó là hương trầm, hương tốt đổ lỗ ca, hương lòng não, hương xạ. Hoặc lập năm chủng: hương rễ, hương thân, hương lá, hương hoa, hương quả. Hoặc lập sáu chủng: hương thức ăn, hương thức uống, hương quần áo, hương đồ trang sức, hương xe, hương cung điện nhà ở. Hoặc lập bảy chủng: hương vỏ, hương lá, hương tô khắp mê la, hương trên đàn, hương tam tân, hắc hương, mạt hương. Hoặc lập tám chủng: hương cùng xanh, hương không cùng xanh, hương hằng tương tục, hương không hằng tương tục, hương tạp, hương thuần, hương nồng nặc, hương không nồng nặc. Hoặc lập chín chủng: hương quá khứ, vị lai, hiện tại, như trước đã thuyết. Hoặc lập 10 chủng: hương nam, hương nữ, hương một ngón tay, hương hai ngón tay, hương nước miếng, hương nước mũi, hương mỡ, hương tủy, hương mủ, hương máu, hương thịt, hương lộn xộn, hương mùi sền sệt. Vị. Hoặc lập một chủng là nghĩa sở hành của lưỡi. Hoặc lập hai chủng: vị trong và vị ngoài. Hoặc lập ba chủng: vị vừa ý, như trước đã nói. Hoặc lập bốn chủng: vị đại mạch, vị lúa nếp, vị tiểu mạch, vị những giống lúa giở khác. Hoặc lập năm chủng: vị rượu uống, vị không phải rượu uống, vị các loại rau, vị trái cây, vị thức ăn. Hoặc lập sáu chủng: vị ngọt, đắng, chua, cay, mặn, lạt. Hoặc lập bảy chủng: vị tô, vị dầu, vị mật, vị đường mía, vị phô mát, vị mặn, vị thịt. Hoặc lập tám chủng như hương đã nói. Hoặc lập chín chủng như hương đã nói. Hoặc lập 10 chủng: vị có thể thưởng thức, vị có thể nhai, vị có thể nếm, vị có thể uống, vị có thể mút, vị phơi khô, vị đầy đủ, vị ngon hơn, vị gột rửa, vị thường tập quen, năm vị sau là các vị cỏ thuốc. Xúc. Hoặc lập một chủng là nghĩa sở hành của thân. Hoặc lập hai chủng như hương đã nói. Hoặc lập ba chủng: xúc vừa ý. Hoặc lập bốn chủng: xúc chạm, xúc nắm, xúc đánh, xúc mài. Hoặc lập năm chủng: năm đường sai biệt. Lại hoặc lập năm chủng: xúc do muỗi mỏng, bọ chét, giận, rắn, bọ cạp gây ra. Hoặc lập sáu chủng: xúc khổ vui, không khổ không vui, đồng sanh, nhiếp sở trị, nhiếp năng trị. Hoặc lập bảy chủng: xúc rắn chắc, xúc ẩm ướt, xúc ấm áp, xúc động đậy, xúc nhảy té, xúc xoa ấn, xúc thân biến đổi khác, tức là trơn ẩm. Hoặc lập tám chủng: xúc do tay chạm, xúc do cục khối, xúc do gậy, xúc do dao, xúc do khí lạnh, xúc do hơi ấm, xúc do đói, xúc do khát. Hoặc lập chín chủng như hương đã nói. Hoặc lập 10 chủng: xúc ăn, xúc uống, xúc xe, xúc quần áo, xúc vật dụng giường, xúc ghế, xúc bậc đá, đài, ấn, tỏa gỗ, xúc nữ, xúc nam, xúc thọ dụng, nữ nam, hòa hợp. Pháp. Lại tóm lược pháp giới hoặc giả hoặc thật có 87 pháp. 87 pháp ấy là gì? Pháp sở hữu của tâm có 53, từ tác ý cho đến cuối cùng là tầm tứ. Pháp xứ thu nhiếp sắc có hai chủng: sắc nhiếp thuộc luật nghi, không luật nghi, và sắc sở hành tam ma địa. Hành không tương ưng có 24 chủng: đắc vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng dị thục, mạng căn, chúng đồng phận, tánh dị sanh, sanh lão, trụ, vô thường, danh thân, cố thân, văn thân, lưu chuyển, quyết định khác, tương ưng thế tốc, thứ lớp, thời, phương, số, hòa hợp, không hòa hợp, vô vi có tám sự, hư không, phi trạch diệt, phát thiện, bất thiện, vô ký, chân như, bất động, diệt thọ tưởng. Vô vi như vậy nói rộng thì có 8, nhưng nói lược thì chỉ có 6, hoặc 6 hoặc 8 đều như nhau, không có sai khác. Lại nữa, hoặc lập một chủng pháp giới là nghĩa sở hành của ý, hoặc lập hai chủng pháp nhiếp thuộc giả mượn và pháp nhiếp thuộc không phải giả mượn, hoặc lập ba chủng hữu sắc vô sắc và hữu vi vô vi, hoặc lập bốn chủng pháp nhiếp thuộc giả mượn hữu sắc, pháp nhiếp thuộc sở hữu tâm vô sắc, pháp nhiếp thuộc giả mượn không tương ưng vô sắc, pháp nhiếp thuộc giả mượn chẳng phải giả mượn vô sắc vô vi, hoặc lập năm chủng pháp sở hữu sắc tâm, tâm hành bất tương ưng, thiện vô ký vô vi,
hoặc lập 6 chủng thọ tưởng hành tương ưng, hành không tương ưng, sắc vô vi, hoặc lập 7 chủng thọ tưởng tư nhiễm ô, không nhiễm ô, sắc vô vi, hoặc lập 8 chủng thiện bất thiện vô ký, thọ tưởng hành sắc vô vi, hoặc lập 9 chủng do quá khứ vị lai sai khác, hoặc lập 10 chủng do 10 chủng nghĩa, đó là nghĩa chuyển chuyển theo sanh, nghĩa lãnh thọ sở duyên, nghĩa giữ lấy tướng sở duyên, nghĩa đối với sở duyên mà có làm tạo, nghĩa các pháp kia phần vị sai biệt, nghĩa không chướng ngại, nghĩa thường lìa buộc, nghĩa thường không lìa buộc, nghĩa thường không điên đảo, nghĩa khổ vui lìa buộc, nghĩa chẳng phải thọ lìa buộc, nghĩa thọ lìa buộc. Như vậy pháp nhiếp thuộc 6 xứ phân biệt sai khác, hoặc trong hoặc ngoài có 660 chủng. Lại nữa, luôn luôn quan sát các sắc, thấy rồi lại xả nên gọi là mắt, luôn luôn theo dõi tiếng cho đến năng nghe nên gọi là tai, luôn luôn năng ngửi các hương nên gọi là mũi, năng chửi đói gầy luôn luôn phát lời bàn luận khen ngợi kêu gọi nên gọi là lưỡi, chỗ nương của các căn phân bố ở vị trí riêng khác nên gọi là thân, ngủ phù trong đêm dài chỉ biết trang sức thân này, kế chấp cho là cái mình có, lấy làm ngã ngã sở, lại các thế gian nước đây giả lập trùng trùng danh tưởng, đó là hữu tình người mạng giả sanh giả, ý sai nho đồng cho nên gọi là ý, luôn hiện hiện phương đây xứ đây, hình chất kích thước có thể tăng trưởng nên gọi là sắc, hay bàn bố từ tạng nói bà nên gọi là âm thanh, lìa chất ẩn hình theo gió truyền nên gọi là hương, lưỡi có thể nếm luôn tự rước lấy bệnh khổ nên gọi là vị, lớp lớp thân có thể cảm nhận được nên gọi là xúc, có khả năng giữ gìn cảnh tánh của ý nên gọi là pháp. Hết thảy các loại như vậy là các pháp sai biệt phải nên rõ biết. 3. Do vô vi. Nên biết như đã nói ở trên trong phần pháp ốt đà nam trùng tuyền kệ, tự tánh và sở y sở duyên trợ bạn nghiệp do năm chủng môn này các tâm chuyển sai khác. Trong đây nêu rõ do năm pháp nên có 6 thức thân sai biệt chuyển bao gồm tự tánh, sở y, sở duyên, trợ bạn và tác nghiệp. Lại nữa cũng cần biết về nhiếp uẩn thiện xảo, nhiếp giới thiện xảo, nhiếp xứ thiện xảo, nhiếp duyên khởi thiện xảo, nhiếp xứ phi xứ thiện xảo, nhiếp căn thiện xảo. Lại nữa ngôn ngữ chư Phật nhiếp lấy 9 việc. 9 việc là gì? 1. Việc hữu tình, 2. Việc thọ dụng, 3. Việc sanh khởi, 4. Việc an trụ, 5. Việc nhiễm tịnh, 6. Việc sai khác, 7. Việc người thuyết, 8. Việc được thuyết, 9. Việc chúng hội. Việc hữu tình là 5 thủ uẩn, việc thọ dụng là 12 xứ, việc sanh khởi là 12 phần duyên khởi và duyên sanh, việc an trụ là 4 thực, việc nhiễm tịnh là 4 thánh đế, việc sai khác là vô lượng giới, việc người thuyết là Phật và đệ tử Phật, việc được thuyết là 4 niệm trụ cho đến pháp bồ đề phần, việc chúng hội là 8 thánh chúng, 1. Chúng sát đế lợi, 2. Chúng bà la môn, 3. Chúng trưởng giả, 4. Chúng sa môn, 5. Chúng tứ đại thiên vương, 6. Chúng tam thập tam thiên, 7. Chúng diệm ma thiên, 8. Chúng phạm thiên. Lại Bốt Đà Nam nói, tụ sắc phẩm tương ưng, tướng thế gian và duyên, thiện thảy môn sai biệt, thiện xảo sự rốt sau. Quyển 4 thứ 3, có tầm có tứ địa, thứ 4 không tầm chỉ có tứ địa, thứ 5 không tầm không tứ địa, phần 1. Như vậy đã thuyết ý địa, sao gọi là có tầm có tứ địa, sao gọi là không tầm chỉ có tứ địa, sao gọi là không tầm không tứ địa. Ốt Đà Nam nói chung, giới tướng như lý, không như lý, tạp nhiễm thầy khởi là rốt sau. Ba địa như thế được lấy năm môn để thi thiết kiến lập. Những gì là năm? A. Dùng giới, B. Dùng tướng, C. Dùng như lý tác ý, D. Dùng không như lý tác ý, E. Dùng hết thầy tạp nhiễm khởi. A. Dùng giới để thi thiết kiến lập ba địa. Ốt Đà Nam nói riêng, số xứ lượng thọ, thọ dụng sanh, tự thể phân biệt, nhân duyên quả. Nên biết, giới đây do tám tướng mà được kiến lập, một số, hai xứ, ba, kích thước của hữu tình, bốn tuổi thọ của hữu tình, năm thọ dụng của hữu tình, sáu sanh, bảy tự thể, tám nhân duyên quả. Một số kiến lập giới, được có ba giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ba chủng như vậy gọi là đoạn nhiếp giới. Chẳng phải đoạn nhiếp giới đó là phương tiện bao gồm thân diệt, vô hí luận, vô lậu giới. Trong đây dục giới và sắc giới sơ tĩnh lự trừ tĩnh lự trung gian, hoặc định hoặc sanh thì gọi là có tầm có tứ địa. Nếu tĩnh lự trung gian, hoặc định hoặc sanh thì gọi là không tầm chỉ có tứ địa. Hữu tình nếu tu không tầm chỉ có tứ đây sẽ được làm đại phạm. Từ đệ nhị tĩnh lự trở lên, hữu sắc giới và vô sắc giới đều gọi là không tầm không tứ địa. Trong đây do đạo lý địa dục tầm tứ mà nói là không tầm không tứ địa.
Chẳng phải do không hiện hành tầm tứ vậy, vì cớ sao người chưa ly dục giới do tác ý dẫn đạo sai khác, ở một thời gian cũng có ý không tầm không tứ hiện hành. Người đã lịa dục tầm tứ cũng có tầm tứ hiện hành, nhưng người lúc ra khỏi định kia và sanh về cõi kia, nếu là định hữu vi vô lậu giới nhiếp thuộc sơ tịnh lự thì cũng gọi là có tầm có tứ địa. Vì nương pháp xứ tầm tứ duyên chân như làm cảnh mà nhập định đây, vì chẳng rõ phân biệt hiện hành, còn lại như trước thuyết hai xứ sở kiến lập giới. Ở trong dục giới có 36 xứ, đó là 8 đại địa ngục. Những gì là 8? Một đẳng hoạt, hai hắc thẳng, ba trúng hợp, bốn hiệu khiếu, năm đại hiệu khiếu, sáu thiêu nhiệt, bảy cực thiêu nhiệt, tám vô gián. Các đại địa ngục đây rộng 10.000 du thiện na, phía ngoài lại có 8 hàng địa ngục. Những gì là 8? Một phòng sát địa ngục, hai phòng vỡ địa ngục, ba hát chiết hồ địa ngục, bốn hách hách phàm địa ngục, năm hổ hổ phàm địa ngục, sáu sen xanh địa ngục, bảy sen hồng địa ngục, tám sen hồng lớn địa ngục. Từ đây đi xuống 32.000 du thiện na sẽ đến đẳng hoạt địa ngục, rồi từ đây lại cách 4.000 du thiện na có địa ngục khác. Như cõi đẳng hoạt địa ngục thì cõi hàng địa ngục đầu tiên cũng vậy, rồi từ đây lại cách 2.000 du thiện na nên biết có các địa ngục khác. Lại có xứ sở của loài ngạ quỷ, lại có xứ sở của loài phi thiên, bảng sanh, người và trời đồng một xứ sở nên không kiến lập riêng. Lại có bốn đại châu như trước thuyết, lại có 8 trung châu, lại trời dục giới có 6 xứ: một trời tứ đại vương chúng, hai trời tam thập tam, ba trời thời phân, bốn trời tri túc, năm trời hóa lạc, sáu trời tha hóa tự tại. Lại có thiên mùng ma la, thiên cùng ma la thuộc trời tha hóa tự tại nhưng xứ sở cao hơn. Lại có độc nhất địa ngục và cận biên địa ngục do giáp danh với hai địa ngục là đại địa ngục và hàng địa ngục nên không lập xứ riêng. Lại trong cõi người cũng có một phần độc nhất địa ngục như tôn giả Thủ Duyên Đậu Tử nói: ta thấy các hữu tình bị thiêu đốt cực độ, thiêu đốt cực độ khác gom lại là một nhóm thiêu đốt. Hết thảy 36 xứ như vậy gọi là dục giới. Và trong sắc giới có 18 xứ, đó là ba cõi trời phạm chúng, phạm tiên ích đại phạm, do huyền tù sơ tịnh lự phẩm hạ trung thượng sai khác mà thành. Ba cõi trời thiểu quang, vô lượng quang, cực quang, tịnh quang, cực tịnh quang do huyền tù đệ nhị tịnh lự phẩm hạ trung thượng sai khác mà thành. Ba cõi trời thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh do huyền tù đệ tam tịnh lự phẩm hạ trung thượng sai khác mà thành. Ba cõi trời vô vân phước sanh quả quả do huyền tù đệ tứ tịnh lự phẩm hạ trung thượng sai khác mà thành. Trời vô tưởng thuộc trời quảng quả, không phải một xứ riêng khác. Có năm tịnh cung là nơi chư thánh dừng ở nhưng không cùng sống chung, là vô phiền vô nhiệt, thiện hiện thiện kiến và sắc cứu cánh. Năm xứ này do tạp huân tu đệ tứ tịnh lự phẩm hạ trung thượng rất tối thượng thủ thắng, lại vượt qua xứ tịnh cung là đến trụ xứ đại tự tại. Đây có Bồ Tát thập địa do cửa huân tu địa thứ 10 mà được sanh về đây. Ở trong vô sắc giới có bốn xứ sở và không xứ sở. Ba kích thước của hữu tình kiến lập giới: người ở thiện bộ châu thân hình không nhất định, có lúc cao lớn, có lúc thấp nhỏ. Nhưng tùy theo khuỷu tay của mỗi người, kích thước thân hình là ba khuỷu tay rưỡi. Người ở đông tỳ đề ha châu thân hình nhất định cũng cao ba khuỷu tay rưỡi theo chiều dài của khuỷu tay mình, nhưng hữu tình châu này thân hình cao lớn. Như thân hình ở đông tỳ đề ha, người ở tây cù đà ni châu và bắc câu lô châu thân hình cũng vậy nhưng cao lớn hơn. Thân hình trời tứ đại vương chúng bằng 1/4 câu lô xá, thân hình trời tam thập tam lại tăng thêm một chân từ đầu gối trở xuống, thân hình trời đế thích bằng nửa câu lô xá, thân hình trời thải phân cũng bằng nửa câu lô xá. Tất cả kích thước thân hình của các cõi trời khác mỗi cõi tăng dần thêm một chân. Thân hình trời phạm chúng bằng nửa du thiện na, thân hình trời phạm tiên ích là một du thiện na, thân hình trời đại phạm bằng một du thiện na rưỡi, thân hình trời thiểu quang bằng hai du thiện na, thân hình của tất cả trời còn lại mỗi mỗi cõi trời dần tăng phần nửa du thiện na, trừ trời vô vân nên biết trời kia thân hình giảm ba du thiện na. Lại đại địa ngục thân hình của hữu tình không nhất định, nếu hướng kẻ gây tạo và khiến tăng trưởng nghiệp ác bất thiện cực nặng kia sẽ cảm kích thước thân hình rộng lớn, còn lại thì chẳng vậy. Như đại địa ngục thì hàn địa ngục, độc nhất địa ngục, cận biên địa ngục, bảng sanh và ngạ quỷ nên biết cũng vậy.
Thân hình của các phi thiên lớn nhỏ cũng như trời tam thập tam, vô sắc giới vì không có sắc nên không có kích thước thân hình. 4. Tuổi thọ của hữu tình kiến lập giới. Người nam thiện bộ châu tuổi thọ không nhất định. Ở cõi người lấy 30 ngày đêm làm 1 tháng, 12 tháng làm 1 tuổi, hoặc có lúc thọ vô lượng tuổi, hoặc có lúc thọ 80.000 tuổi, hoặc có lúc thọ giảm dần cho đến 10 tuổi. Người đông tỷ đề Hà Châu tuổi thọ nhất định là 250 tuổi. Người tây của Đà Ni Châu tuổi thọ nhất định là 500 tuổi. Người bắc cô Cầu Lô Châu tuổi thọ nhất định là 1.000 tuổi. Lại 50 năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm của trời tứ đại phương chúng. Lấy ngày đêm đây tính 30 ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, thì các chúng trời kia tuổi thọ là 500 tuổi. Lại 100 năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm của trời tam thập tam. Lấy ngày đêm đây như trước đã thuyết, thì các chúng trời kia tuổi thọ là 1.000 năm. Như vậy các cõi trời còn lại, cho đến theo trời tha hóa tự tại, ngày đêm và tuổi thọ cứ dần dần tăng gấp đôi so với cõi trời trước. Lại, trời tứ đại vương chúng đầy đủ tuổi thọ là 500 năm, thì đẳng hoạt địa ngục là một ngày một đêm. Tức lấy ngày đêm đây tính 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, thì đại địa ngục kia tuổi thọ 500 năm. Như lấy tuổi thọ của tứ đại vương chúng thành tuổi thọ của đẳng hoạt đại địa ngục, thì lấy tuổi thọ của trời tam thập tam thành tuổi thọ của hắc thẳng đại địa ngục, lấy tuổi thọ của trời thời phân thành tuổi thọ của chúng hợp đại địa ngục, lấy tuổi thọ của trời tri túc thành tuổi thọ của hiệu khiếu đại địa ngục, lấy tuổi thọ của trời hóa lạc thành tuổi thọ của đại hiếu hiệu khiếu đại địa ngục, lấy tuổi thọ của trời tha hóa tự tại thành tuổi thọ của thiêu nhiệt đại địa ngục, nên biết cũng vậy. Hữu tình của cực thiêu nhiệt đại địa ngục thọ nửa trung kiếp, hữu tình của vô gián đại địa ngục thọ một trung kiếp. Lại hàn địa ngục đối với đại địa ngục theo thứ lớp tuổi thọ so với nhau gần bằng một nửa. Lại hữu tình thọ sanh ở cận biên địa ngục và độc nhất địa ngục tuổi thọ không nhất định. Tuổi thọ của phi thiên cũng như trời tam thập tam, bằng sanh và ngạ quỷ tuổi thọ không nhất định. Lại hữu tình của trời phạm chúng thọ mạng một kiếp là 20 trùng kiếp. Hữu tình của trời phạm tiền ích thọ mạng một kiếp là 40 trùng kiếp. Hữu tình của trời đại phạm thọ mạng một kiếp là 60 trùng kiếp. Hữu tình của trời thiểu quang thọ mạng hai kiếp là 80 trùng kiếp. Từ đây trở lên cõi trời sắc giới còn lại thọ mạng so với nhau mỗi mỗi dần dần tăng gấp bội, chỉ trừ vô vân nên biết trời kia thọ mạng giảm 3 kiếp. Không vô biên xứ thọ 20.000 kiếp, thức vô biên xứ thọ 40.000 kiếp, vô sở hữu xứ thọ 60.000 kiếp, phi tưởng phi phi tưởng xứ thọ 80.000 kiếp, trừ Bắc Câu Lô Châu, tất cả xứ còn lại đều có trường hợp chết yểu. Lại người, quỷ, bảng xanh, thú khi chết có thân cặn vã còn sót lại. Cõi trời và địa ngục thì thân và thức đều mất, không còn sót lại thân cặn bã. Năm thọ dụng của hữu tình kiến lập giới được có 3 chủng: A. Thọ dụng khổ vui, B. Thọ dụng ăn uống, C. Thọ dụng dâm dục. A. Thọ dụng khổ vui. Hữu tình Na Lạc Ca phần nhiều chịu nhiều sự khổ cùng cực do bị trừng phạt. Hữu tình bảng xanh phần nhiều chịu sự khổ do ăn nuốt lẫn nhau. Hữu tình ngạ quỷ phần nhiều chịu sự khổ do rất đói hít khát. Hữu tình cõi nhân gian phần nhiều chịu sự khổ do thiếu thốn mong cầu trùng trùng thứ. Hữu tình cõi trời phần nhiều chịu sự khổ do tướng suy hao và khi chết bị đọa xuống. Lại ở trong đẳng hoạt đại địa ngục, hữu tình thọ nhiều sự khổ trị phạt. Đó là hữu tình kia nghiệp tăng thượng mà tụ tập cùng sanh nơi đây mới có trùng trùng dụng cụ hành khổ thứ lớp phát sanh. Chúng lại giết hại lẫn nhau bằng thân phơi nơi đất, lúc ấy trong hư không phát ra tiếng lớn sướng lời như vậy: các hữu tình kia phải trở lại đẳng hoạt, trở lại đẳng hoạt. Thế rồi hữu tình kia bỗng nhiên tỉnh dậy, lại có dụng cụ hành khổ và giết hại tương tàn nhau như trước đã thuyết. Do nhân duyên đây trường thời thọ khổ cho đến tất cả nghiệp ác bất thiện đã tạo từ đời trước chưa tận hết thì chưa ra khỏi. Đây gọi là đẳng hoạt đại địa ngục. Lại ở trong hắc thẳng đại địa ngục, hữu tình thọ nhiều khổ trị phạt đau đớn. Đó là hữu tình ở đây phần nhiều bị ngục tốt của địa ngục ấy bắt trói, lấy dây đen sâu kết dính lại, hoặc căng ra làm bốn phương, hoặc làm tám phương. Chúng đã bị sâu kết dính lại tùy theo chỗ của mình, hoặc bị đục, hoặc bị đẽo, hoặc bị chặt, hoặc bị khoét. Do hết thảy chủng chủng nhân duyên như vậy, trường thời thọ khổ cho đến nghiệp ác bất thiện đã tạo từ đời trước chưa tận hết thì chưa ra khỏi. Đây gọi là hắc thẳng đại địa ngục. Lại ở trong chúng hợp đại địa ngục, hữu tình phần nhiều chịu khổ trị phạt rất nặng. Đó là khi các hữu tình tụ tập,
Bấy giờ có ngục tốt của địa ngục ấy bắt trói, lùa ép vào núi lớn hai đầu dây sắt. Kia đã vào rồi, hai đầu núi ép lại, tất cả máu huyết phun vọt ra. Như núi hai đầu dê sắt thì núi hai đầu dê cái sắt, núi hai đầu ngựa sắt, núi hai đầu voi sắt, núi hai đầu sư tử sắt, núi hai đầu hổ sắt cũng vậy. Kế đến lại khiến hữu tình kia gom lại, bỏ vào trong cái máng sắt lớn, ép lại như ép mía khiến máu huyết tuôn trào ra, sau đó tiếp tục gom trở lại. Bây giờ có núi sắt lớn từ trên rơi xuống khiến hữu tình kia bị té nhào trên mặt đất bằng sắt, hoặc bị chặt, hoặc bị đâm, hoặc bị giã, hoặc bị chia cắt, khiến máu huyết tuôn chảy. Do nhân duyên đây trường thời thọ khổ cho đến tất cả nghiệp ác bất thiện đã tạo ra từ đời trước chưa tận hết thì chưa ra khỏi. Đây gọi là chúng hợp đại địa ngục. Lại ở trong hiệu khiếu đại địa ngục, hữu tình thọ nhiều trị phạt khổ rất nặng. Đó là hữu tình kia tìm cầu nhà cửa nên bị đưa vào trong nhà sắt lớn, lửa kia vào rồi liền nổi lửa lên thiêu đốt cực độ, thiêu đốt cực độ khắp. Do bị thiêu đốt thống khổ bức thiết phát tiếng kêu gào, do nhân duyên đây trường thời thọ khổ cho đến tất cả nghiệp ác bất thiện đã tạo từ đời trước chưa tận hết thì chưa ra khỏi. Đây gọi là hiệu khiếu đại địa ngục. Lại ở trong đại hiệu khiếu đại địa ngục, hữu tình thọ khổ não có sự sai khác so với các địa ngục trước. Đó là nhà cửa trong đây như bào thai, cho nên địa ngục đây gọi là đại hiệu khiếu. Lại ở trong thiêu nhiệt đại địa ngục, hữu tình thọ nhiều khổ trị phạt rất nặng. Đó là các hữu tình bị ngục tốt của địa ngục đây bắt trói, đặt lên tấm vỉ sắt rộng vô lượng du thiện na để thiêu đốt cực độ, thiêu đốt cực độ khắp, nướng khô rồi lật qua lật lại khiến trong ngoài đều bị cháy đen, lại như nướng cá, dùng cây chĩa bà bằng sắt thọc xuyên từ dưới lên trên đỉnh đầu, rồi lật qua lật lại nướng khiến các căn và các lỗ chân lông của hữu tình thảy đều phun lửa, lại đặt hữu tình trên đất bằng sắt lớn đốt cháy cực độ, đốt cháy cực độ khắp, lại lật ngửa hoặc lật sấp đốt nóng, khắc cực thiêu nóng, rồi dùng chùy sắt lớn hoặc đánh hoặc giã khiến thân hình nát nhừ như thịt đập. Do nhân duyên đầy trường thời thọ khổ cho đến tất cả nghiệp ác bất thiện tạo ra từ đời trước chưa tận hết thì chưa ra khỏi. Đây gọi là thiêu nhiệt đại địa ngục. Lại ở trong cực thiêu nhiệt đại địa ngục, khổ não hữu tình phải chịu có sự sai khác so với thiêu nhiệt địa ngục. Đó là ngục tốt lấy cây chĩa ba bằng sắt rất nóng xuyên từ dưới thông lên đến hai bắp tay và đỉnh đầu. Do nhân duyên đầy mắt tai mũi miệng và các lỗ chân lông phun lửa phun ra dữ dội, lại lấy lá đồng lá sắt to lớn nung thật nóng bỏng khắp thân hữu tình, lại lộn ngược hữu tình bỏ vào nồi sắt lớn để trả nước cho đun nóng cực độ để hầm nấu. Nước sôi trào lên khiến hữu tình đây hoặc nổi hoặc chìm cuộn theo chiều nước sôi, máu thịt và các chi phần gân tủy đều nát nhừ chỉ còn xương vụn. Ngục tốt lại tìm vớt ra đem đặt trên đất bằng sắt khiến da thịt và máu gân xanh lại như cũ, rồi đem bỏ lại trong nồi sắt. Còn lại như trong thiêu nhiệt đại địa ngục đã nói, do nhân duyên đầy trường thời thọ khổ cho đến nghiệp ác bất thiện đã tạo từ đời trước chưa tận hết thì chưa ra khỏi. Đây gọi là cực thiêu nhiệt đại địa ngục. Lại ở trong vô gián đại địa ngục, hữu tình chịu khổ trị phạt rất nặng. Đó là qua phương đông nhiều trăm du thiện na trên mặt đất bằng sắt lớn rất nóng, nóng cực độ khắp, có lửa bùng cháy dữ dội, bay đến hữu tình kia xuyên vào da thịt, bứt gân phá xương, hủy hoại tủy, khiến thân hữu tình cháy rực như cây đuốc bằng mỡ, toàn thân đều thành ngọn lửa mạnh. Như ở phương đông thì phương nam tây bắc cũng lại như vậy. Do nhân duyên đây các hữu tình kia cùng ngọn lửa mạnh hòa tạp với nhau, chỉ thấy lửa từ bốn phương tụ lại cháy mạnh không dứt, sự thống khổ phải chịu không phút tạm dừng. Chỉ do nghe trong ấy vang tiếng khổ kêu gào thảm thiết mà biết là có chúng sanh. Lại dùng nia sắt tròn đầy tràn than rực lửa cực nóng khắp, đốt nướng hữu tình cháy thành tro, lại đặt chúng trên đất bằng sắt nóng bắt trèo lên núi sắt cháy đỏ, lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, từ trong miệng kéo lưỡi căng ra dùng trăm tinh sắt đóng vào cho đến không có một nếp nhăn gấp như căng da trâu. Lại bắt nằm ngửa trên đất bằng sắt nóng, lấy kiểu sắt cháy đỏ kẹp miệng bắt hà ra, rồi lấy hòn sắt đỏ đến rất nóng, nóng cực độ khắc bỏ vào trong miệng, tức thể miệng bốc cháy qua yết hầu rồi thẳng tạm phủ theo đường dưới ra ngoài. Lại lấy nước đồng sôi rót vào trong miệng đốt cháy miệng qua yết hầu rồi đến tạm phủ theo đường dưới ra ngoài. Khổ não còn lại như cực nhiệt đại địa ngục đã nói, do nhân duyên đầy trường thời thọ khổ cho đến nghiệp ác bất thiện đã tạo từ đời trước chưa tận hết thì chưa ra khỏi.
Đây gọi là vô gián địa ngục. Phần nhiều kẻ tạo nghiệp vô gián sẽ đến sanh trong đây. Đây chỉ được nói những khổ cụ thô ở trong đại địa ngục. Chẳng phải chỉ có vậy, còn có nhiều chủng chủng khổ cụ mà chẳng thể kể ra. Lại ở trong cận biển địa ngục, các loại hữu tình thọ khổ chi phạt rất nặng. Đó là trong tất cả các đại địa ngục bốn hướng có bốn bức tường cao vây quanh bằng sắt, có bốn cửa ra vào, hữu tình chạy ra theo bốn cửa bốn hướng. Bên ngoài mỗi một cửa có bốn khu vườn. Ban đầu là vườn cho nóng ngang đầu gối, các hữu tình kia chạy ra vì tìm cầu nhà ở mà đến đây. Dưới chân da thịt máu huyết khắp đều nát nhừ, khi cất bước thì chân xanh trở lại như cũ. Kế vườn cho nóng không gián đoạn lại có đầm bùn phẫn xác chết. Các hữu tình vì cầu nhà ở nên từ cửa thành đi ra sập vào đầm này, đầu chân đều bị chìm trong hố phẫn xác chết. Có các loại trùng nhiều chân gọi là nương chi tóa, xuyên da vào thịt, cắt gân phá xương lấy tủy mà ăn. Kế hết đầm bùn phẫn xác chết không gián đoạn, lại có đao kiếm chĩa mũi nhọn làm đường. Các hữu tình kia vì tìm cầu nhà ở từ thành kia đi đến đây, khi đặt chân xuống thì da thịt gân máu thảy đều bị chém nát nhừ, khi cất chân lên liền lành lại như cũ. Kế đường đao kiếm không gián đoạn, lại có rừng lá đao. Các hữu tình kia vì tìm cầu nhà ở nên từ cửa thành kia chạy ra, đến núp dưới bóng cây mát, mới vừa ngồi xuống, gió liền thổi đao kiếm rơi xuống cắt chặt thân thể, khiến tất cả các chi phần thân thể văng đầy đất, có chó hắc ly cắn xé mà ăn. Từ rừng đao, rừng lá đao không gián đoạn, có rừng cây lạc mạt lê bằng sắt. Các hữu tình kia vì tìm cầu nhà ở chạy đến leo lên cây, đường lên thầy tất cả đầu lá nhọn thầy đều đâm xuống, khi muốn xuống thầy tất cả đầu lá nhọn lại chĩa lên. Do nhân duyên đầy lá sắt nhọn đâm xuyên thân, đâm khắp các chi phần. Bây giờ liền có quạ mỏ bằng sắt to lớn đậu trên đầu hoặc trên vai, tìm kiếm mổ con người mắt mà ăn. Từ rừng cây thiết mạt lê không gián đoạn, lại có sông rộng lớn đẩy nước cho nóng sôi sùng sục. Các hữu tình kia vì tìm cầu nhà ở nên từ thành kia chạy ra liền rớt xuống sông này. Giống như lấy đậu bỏ vào nồi to, dùng lửa để nấu nhừ, hữu tình cũng vậy. Trong sông đầy hữu tình theo nước sôi bốc lên trên, trôi lẩy bẩy các mặt sông rồi dạt vào hai bên bờ. Có các ngục tốt tay cầm gậy dây và lấy lưới lớn giăng ra, ngang dọc khiến các hữu tình kia không lọt ra được. Rồi ngục tốt khác dùng dây hoặc lưới vấp lên, lại đặt hữu tình kia nằm ngửa trên mặt đất sắt nóng rộng lớn mà xét hỏi, này các ngươi muốn cầu gì? Hữu tình kia đáp rằng, chúng tôi nay chịu khổ cùng cực, không còn biết gì, bị trùng trùng đói khổ bức bách. Bấy giờ ngục tốt dùng kiềm sắt kẹp miệng lấy hòn sắt cực nóng bỏ vào trong miệng, còn lại như trước đã nói. Nếu kia đáp rằng chúng tôi nay bị khổ của khác bức bách, bấy giờ ngục tốt liền lấy nước đầu sôi rót vào trong miệng. Do nhân duyên đây trường thời thọ khổ, cho đến tất cả nghiệp ác bất thiện đã tạo đời trước chưa tận hết thì chưa ra khỏi. Trong đây hoặc đường đao kiếm, hoặc đường đao, hoặc rừng lá đao, hoặc rừng thiết lạc, mạt lê đều gọi chung là một, cho nên nói có bốn vườn. Lại hữu tình thọ sanh ở hàn địa ngục thì chịu nhiều cực khổ cực lạnh. Hữu tình thọ sanh trong phòng gia địa ngục bị tiếp xúc với sự cực lạnh rộng lớn của mặt đất nên tất cả thân phận thể đều cuốn co lại giống như vết phỏng. Cho nên Na Lạc Ca đây gọi là phòng gia địa ngục. Ở phòng vỡ địa ngục có sự sai khác, tức là giống như vết phỏng cương mủ phồng lên rồi bị vỡ ra, máu mủ tuôn chảy, vết thương co nhăn lại. Cho nên địa ngục đây gọi là phòng vỡ. Lại hát chết hổ, hách hách phàm, hổ hổ phàm. Ba địa ngục đây bởi âm thanh khổ hữu tình kia sai khác, nên lấy đây lập tên. Trong sàn sành địa ngục, hữu tình ở đó bị tiếp xúc với cái lạnh cắt da của mặt đất, nên tất cả thân phần thải đều xanh ứ, da bị đứt nẻ, thành mạch nhỏ, hoặc năm hoặc sáu, nên địa ngục đây gọi là sen xanh. Trong sen hồng địa ngục thì có sự sai khác, tức hữu tình kia đã vượt qua sự xanh bẩm, sắc da biến hồng đỏ, da bị cắt ra hoặc mười hoặc nhiều mảnh, nên địa ngục đây gọi là sen hồng. Trong sen hồng lớn, địa ngục có sự sai khác, đó là thân phần của hữu tình kia hồng đỏ sậm lại, da bị xé rách hoặc trăm hoặc nhiều mảnh, cho nên địa ngục đây gọi là sen hồng lớn. Lại trong độc nhất địa ngục, mỗi mỗi hữu tình, mỗi mỗi hữu hình ở nơi tự nghiệp của thân mình mà chiêu cảm sanh trong địa ngục đây, thọ nhiều chủng chủng đại khổ như trong kinh, ngài kết tường hỏi và thái duyên đậu tử rộng nói, cho nên địa ngục đây gọi là độc nhất. Lại ở loài bằng sanh thì giết hại ăn nuốt lẫn nhau, như các thú nhỏ sức yếu bị các thú mạnh giết hại,
Do nhân duyên đầy thọ trùng trùng khổ không được tự tại, lại chịu sự bức bách trói buộc đánh đập bằng roi gậy, lại bị người trời lấy làm vật dụng nuôi sống. Do nhân duyên đầy thọ đầy đủ trùng trùng khổ não cùng cực, lại ở thú ngạ quỷ lược có ba trùng: một, do bên ngoài chướng ngại ăn uống; hai, do bên trong chướng ngại ăn uống; ba, không bị chướng ngại ăn uống. Sao gọi là do bên ngoài chướng ngại ăn uống? Các loài hữu tình có thói quen keo lẫn phẩm thượng, nên khi mất thân sanh trong loài ngạ quỷ thường chịu cảnh đói khát, da thịt máu tủy thảy đều khô kiệt giống như tro nóng, đầu tóc rối bù, sắc mặt đen sậm, môi miệng khô cháy, thường lấy lưỡi liếm miệng mặt, sợ hãi đói khát, rong ruổi chạy khắp nơi, tìm đến ao suối nhưng lại bị hữu tình khác tay cầm dao gậy và lấy lưới dây răng ra giữ gìn nên không đến được. Nếu có kẻ đủ mạnh vượt qua các chướng ngại đến được khe suối thì nước lại biến thành mủ máu không thể uống. Hết thảy ngạ quỷ như vậy gọi là do bên ngoài chướng ngại ăn uống. Sao gọi là do bên trong chướng ngại ăn uống? Có các hữu tình miệng nhỏ như cây kim, hoặc miệng như bó đuốc, hoặc cổ có cục biếu, bụng to. Do nhân duyên đầy tuy có thức ăn uống mà không thể tự nhiên hoặc ăn hoặc uống. Hết thảy ngạ quỷ như vậy gọi là do bên trong chướng ngại ăn uống. Sao gọi là không bị chướng ngại ăn uống? Có ngạ quỷ tên là mãnh diệm mạn, thức ăn uống đưa đến miệng đều bị bốc cháy do nhân duyên đây bị khổ đói khát không ngừng. Lại có ngạ quỷ tên là ăn phẫn uế, có một số ăn phẫn uế, có một số ăn uống những thứ hôi thối nhơ nhớp, tuy có thức ăn cao lương mỹ vị cũng không ăn được. Lại có một số hút tự cắt thân mình lấy thịt mà ăn, nếu có được thức ăn khác cũng không thể ăn được. Hết thảy loại ngạ quỷ như vậy gọi là không bị chướng ngại ăn uống. Lại, hữu tình thọ sanh trong loài người phần nhiều thọ khổ của sự thiếu thốn. Đó là khổ thiếu thốn do đói khát sanh, khổ do những điều ham muốn mà không được tọa, khổ thiếu thốn do thức ăn uống thô, khổ thiếu thốn do truy cầu bức bách, khổ do thời tiết thay đổi hoặc lạnh hoặc nóng, khổ thiếu thốn do không có nhà cửa che thân, khổ thiếu thốn do thời vận đen đủi, khổ thiếu thốn do sự nghiệp gây dựng đều không có kết quả. Lại chịu khổ biến hoại của sanh già bệnh chết. Còn trong na là ca thì chết là vui, nên trong cõi này chẳng lập chết là khổ. Lại, trong cõi trời không có các chi tiết khổ mà có chết đọa khổ như trong kinh thuyết. Có các thiên tử lúc sắp mạng chung thời có năm tướng hiện ra: một, y không có cấu nhiễm, nay có cấu nhiễm hiện; hai, hoa cải đầu không héo, nay bị héo úa; ba, nách chảy mồ hôi; bốn, thân thể hôi dơ; năm, thiên tử và chúng chư thiên chẳng vui ngồi trên bản tòa. Khi thiên tử kia nằm trong giường thấy các thiên nữ cùng thiên tử khác vui chơi đùa giỡn, thấy vậy rồi lại đại yêu khổ, lại chịu khổ do lo sợ bị lăng biệt khinh khi. Vì cớ sao? Bởi khi có người thành tựu tụ phước rộng lớn và năm dục rộng lớn, thầy sẽ được sanh làm thiên tử. Các thiên tử bạc phước kia thấy rồi liền sanh lo sợ, và nhân duyên đây thọ đại yêu khổ. Lại thọ khổ của sự đâm chém phá hoại xua đuổi tàn hại. Vì cớ sao? Do trời và phi thiên đánh giết lẫn nhau, cầm bốn loại binh khí là vàng bạc pha lê lưu ly cùng nhau giao chiến. Bây giờ chư thiên cùng với phi thiên hoặc các chi phần bị cắt đoạn, hoặc bị chém đứt, hoặc lại đến chết. Nếu chi phần bị đứt hay thân bị đoạn liền lành lại như cũ, nếu phần đầu bị chặt đứt thì sẽ chết liền. Chư thiên và phi thiên xoay vần có thắng có thua, nhưng trời thắng nhiều hơn vì thế lực mạnh mẽ hơn. Nhưng cả hai nếu bị thua trận sẽ tự quay về cung của mình, đồng lại chẳng lại thăm hỏi an ủi, do nhân duyên đây liền ôm lòng yêu buồn. Nếu trời thắng, liền vào cung phi thiên hoan lạc cùng nữ phi thiên, liền vào cung phi thiên hoan lạc cùng nữ phi thiên, do đây khỏi đấu tranh với nhau. Nếu phi thiên thắng sẽ vào cung của chư thiên. Nếu vì cầu bốn chủng vị tô đà mà sanh khởi đánh nhau, lại nên biết các phi thiên thuộc cõi trời, nhưng nhiều xiểm cuống ôm lòng lừa dối huyễn hoặc, chẳng như chư thiên là pháp khí thành tịnh. Do nhân duyên đây, có khi trong kinh thuyết là một cõi riêng, phi thiên đây thật là chủng loại trời, nhưng do chẳng hành phép chư thiên nên nói là phi thiên. Lại thiên tử có sức mạnh một phen phát giận, tức các thiên tử yếu, nên bị đuổi ra khỏi cung mình. Cho nên chư thiên thọ ba chủng khổ, đó là chết đọa khổ, lăng miệt khổ và đâm chém phá hoại xua đuổi tàn hại khổ. Lại hữu tình cõi sắc và cõi vô sắc không có hết thảy khổ như thế. Do hữu tình kia không phải là vật thọ khổ, nhưng do thô trọng khổ, do có phiền não, do có chướng ngại, do đối với sống và chết không được tự tại mà nói kia có khổ. Lại trong cõi vô lậu, tất cả các khổ thô trọng đều vĩnh viễn đoạn dứt. Cho nên chỉ có ở đây là có nghĩa là thú.
thủ thắng, nên biết tất cả cõi còn lại đều là khổ. Lại ở trong bốn chủng địa ngục không có thọ vui như trong địa ngục, thì trong ba chủng ngạ quỷ cũng vậy. Trong các đại lực quỷ, báng sanh và người có các vật dụng bên ngoài đem lại sự vui nhưng bị tướng tạp của các khổ. Lại trong loài người, vui của chuyển luân vương là tối thắng vi diệu. Khi luân vương xuất hiện nơi đời, bảy báu tự nhiên xuất hiện, cho nên nói vua kia có đầy đủ bảy báu. Những gì là bảy? Đó là xe voi, xe báu, voi báu, ngựa báu, châu mani báu, nữ báu, chủ kho tàng báu, chủ bình thần báu. Lúc bảy báu xuất hiện, tướng nó thế nào? Tướng bảy báu đây hiện ra như kinh đã rộng thuyết. Nếu chuyển luân vương cai trị bốn châu thì tất cả tiểu vương đều kính ngưỡng uy đức mà quy thuận theo. Mỗi vua tự nói rằng thành ấp tự lạc đây là sở hữu của đại vương, duy nguyện đại vương rủ lòng thương dân bảo chúng tôi đều là kẻ tôi tớ của người. Bấy giờ luân vương đến ban chiếu dân dạy: này các tiểu vương, mỗi mỗi hãy ở đất nước của mình đem pháp mà quan tâm giáo hóa, chớ dùng những điều phi pháp. Các vị chớ đối với đất nước, đối với gia đình mình mà hành hạnh phi pháp, hành hạnh không bình đẳng. Nếu là luân vương của vua ba châu thì trước phái sứ giả đi đến, về sau mới thuận theo việc mà giáo hóa. Nếu là luân vương của hai châu, trước hưng thịnh hưng bình thị uy, về sau mới thuận theo việc mà giáo hóa. Nếu là luân vương của một châu, phải tự mình đến kia dùng binh khí gia uy, về sau mới thuận theo việc mà giáo hóa. Lại các chúng trời thọ phước lạc có trời rộng lớn, hình thù hình sắc thù diệu, có nhiều thứ vui thích, sống lâu ở trong cung điện của mình, trong ngoài thân đều thanh khiết, không có xú uế nhơ nhớp. Lại trong thân của người có nhiều bất tịnh như gân xương, lá lách, thận, gan, tim, đủ thứ trần cấu, chư thiên không có các bất tịnh này. Lại các trời kia có bốn loại cung điện do vàng bạc pha lê lưu ly tạo thành, chủng chủng họa tiết tơ lụa tô điểm trang nghiêm, chủng chủng đài cát, chủng chủng lầu quán, chủng chủng tầng bậc, lớp lớp cửa lớn, chủng chủng mạng lưới đều rất đáng yêu thích, chủng chủng mani lấy làm vật trang sức, ánh quang giác vòng rượu chiếu lẫn nhau. Lại có cây thức ăn, từ cây xanh ra bốn vị thức ăn tô đà xanh, vàng, đỏ, trắng. Lại có cây thức uống, từ đây xanh ra nước uống ngọt ngào, thơm ngon. Lại có cây xe, từ đây xanh ra chủng chủng cỗ xe phi diệu như xe nhỏ, xe lớn, xe vua đi, xe chở vật dụng. Lại có cây y phục, từ đây sinh ra trùng trùng xiêm y kỳ diệu, xiêm y mịn màng, nhu nhuyến mềm mại, diệu sắc tinh khiết, tô điểm thêm những sắc màu. Lại có cây trang sức, từ đây sinh ra trùng trùng đồ trang sức trang nghiêm kỳ diệu như mani, ngọc bích, ngọc châu, vòng đeo tai, xuyến vàng và những vật trang sức tay chân. Hết thảy lại trang sức như thế đều lấy trùng trùng diệu bảo mani để tô điểm thêm. Lại có cây hương xoa, hoa cải đầu, từ đây sinh ra trùng trùng hương xoa, trùng trùng hương sông ướp, trùng trùng hoa cải đầu. Lại có cây tên đài tập hội tối thắng vi diệu, thân cây này cao 100 du thiện na, gốc 50 du thiện na, cành nhánh lá che phủ 80 du thiện na, có đủ các loại hoa đua nở. Khi hoa nở, hương thơm thuận gió tỏa ngát 100 du thiện na, ngược gió tỏa ngát 50 du thiện na. Dưới cây này, trời tam thập tam lấy năm dục vi diệu của cõi trời cùng nhau vui chơi suốt 4 tháng mưa. Lại có cây âm nhạc, ca múa, cười hát, từ đây sinh ra trùng trùng khí cụ ca múa. Lại có cây vật dụng, từ đây sinh ra trùng trùng vật dụng như đồ dùng ăn uống nằm ngồi. Lại khi chư thiên kia muốn thọ dụng, tùy theo ý muốn và nghiệp lực liền có vật tùy thích hiện trong tay. Các phi thiên thì tùy theo chỗ thích hợp thọ dụng trùng trùng cung điện phước lạc. Lại Bắc Câu Lô Châu cũng có cây hỷ tướng như vậy, gọi là cây như ý. Các người ở cõi này muốn vật dụng gì đều từ cây mà lấy dùng, chẳng cần phải nghĩ tưởng, tự nhiên trong tay xuất hiện những vật mà mình mong muốn. Lại có lúa thơm, lúa không thơm, chẳng trồng mà thu hoạch, không riêng của ai. Lại hữu tình đây không bị hệ thuộc lẫn nhau, quyết định thắng tiến. Lại trời đề thích có cung điện thủ thắng rộng lớn hơn hết so với các cung điện khác. Ở đây có trăm lầu quán, mỗi mỗi lầu quán có trăm đài các, mỗi mỗi đài các có bảy phòng thất, mỗi mỗi phòng thất có bảy thiên nữ, mỗi mỗi thiên nữ có bảy hầu nữ. Lại địa thế cõi trời đây bằng phẳng như bàn tay, không có cao thấp. Khi giày dép chạm xuống đất, tiến sách hạ an lạc, hạ chân xuống đất, liền đốn cho đến đầu gối, giở chân lên thì đất, liền lại như cũ. Trong tất cả thời đều có hoa mạn đà tha tự nhiên, giải khắp trên đất, có gió vi diệu thổi hoa héo đi, đưa hoa mới đến. Lại bốn mặt cùng trời kia, mỗi mặt có đường rộng lớn, hình thể thủ diệu, thanh tịnh, đoan nghiêm, độ lượng ngay thẳng. Lại ở bốn ngã có bốn cửa lớn, quy mô hành tráng, sắc tướng kỳ diệu lạ thường.
Nhìn không biết chán, thật là thủ rượu tuyệt vời, có nhiều loại dược xoa, rượu sắc khác nhau, thường canh giữ nơi đây. Lại ở bốn mặt có bốn vườn thượng viện, một tên là Hội Sa, hai tên là Thô Sát, ba tên là Hòa Tạp, bốn tên là Hỷ Lâm. Bên ngoài của bốn vườn đây, có bốn thắng địa cảnh tướng thủ diệu, hình dáng tuyệt đẹp, đoan nghiêm không gì sánh. Góc cung Đông Bắc là chỗ chư thiền hội họp, gọi là Bạch Thiện Pháp. Chư thiền vào đây tư duy xứng lượng quan sát diệu nghĩa. Bên vườn này có đá như ý, sắc đá trắng ngà, hình chất thủ diệu, tướng khả quan, đẹp không gì sánh được. Lại thân trời kia tự nhiên chiếu sáng dịu dàng. Nếu bóng tối xuất hiện thì biết ngày đã qua, và ban đêm đến liền đối với năm dục thiên diệu của cõi trời tự nhiên lười biếng và muốn ngủ nghỉ. Những loại chim khác cũng chẳng hót nữa, do hết thảy tướng đây mà biết là ngày đêm. Lại năm rượu rủ của cõi trời, của chúng cõi trời kia thật đáng vui thích, chỉ khiến phát khởi hỷ lạc. Các thiên chúng kia sống phóng dật buông thả trong ấy, hàng ngày trùng trùng hằng nghe trùng trùng âm thanh chiêng trống ca hát nhảy múa vui đùa nói chuyện. Mắt thường thấy trùng trùng sắc khả ý, mũi thường ngửi trùng trùng hương vi rượu, lưỡi thường nếm trùng trùng vị thơm ngon, thần thường xúc trùng trùng thiên nữ thủ thắng, hàng vị những thú vui đây dẫn dắt hầu hết thời gian. Lại chư thiên kia thọ nhiều chủng rượu dục lạc như vậy, thường không tật bệnh, cũng không già yếu, không chịu các thứ khổ thiếu thốn ở cõi người như trước đã thuyết.